Vô, chưa giới thiệu luôn Chào, chào, chào. á. Hello, nay là mình sẽ quay nè. Cánh đồng sen. Thì quay ra đây, Cánh trời đồng ơi trời. sen, cánh đồng sen. Camera này chắc trừ lương quá trời. Rồi. Mình chơi anh em. Mình quay clip cuối rồi mình về Vũng Tàu nha. Rồi đi. Đi bên đây đang quay cánh đồng sen với đêm nay sao cánh đồng sen được. Đây là cây ổi nha anh em. Cây ổi mà cây. Đẹp không anh em? Đó. Cây ổi đó anh em. Mình đi phụ hồ nha, mình làm nông thôn nha. Mình đi làm nông. Đây là cánh đồng sen nha cả nhà. Đây cánh đồng sen, đây là cây ổi, đây xuống mình tắm nha mọi người. Nhảy xuống mỏ ốc luôn đi. Nhảy xuống mỏ ốc đi Thắng. Có mấy ốc đeo trên cái sen đó thấy không? Đó đó nổi nổi đó. Đó mấy con ốc đó nổi trên rau muống đó, nhảy xuống đi. Đâu? Đâu kìa. Yeah. Đó bên đằng đây nè. Chỗ đó. Thôi. Kìa mấy con ốc nó nổi nè thấy không? Đó 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 đó. Gì lấy gì năm quay kìa. Đó mấy ốc đó Sen nè anh em. Mình tính quay nghệ thuật mà thôi. Rồi. Theo như mình biết là đây tiếp. Cái chuyện này để làm cái gì? Tưới. Tưới gì? Tưới đó, cái đó là cái bếp tưới. Đó anh em. Bên kia là vườn chuối kìa. Anh em thấy kỹ không? Vườn sen. Bông sen nào, ồ, Diện bông tích sen này bự. chắc rộng à, từ dưới tới kia, dưới. Kêu là trời ơi. Nè anh em, lá sen nè anh em. Đẹp chưa? Ngứa quá trời. Đó anh em, về trời cá kìa, anh em thấy không? Rồi. Mình lười biếng đi quá à. Đi cho hết, đi đây đây, đây gần mà, đây có 2.000 mét vuông à. Gần ghê. Ra ngoài chút xíu nữa tới rồi. Đây, Tết. Gần lắm chứ phải như cánh đồng kia xa. Ok. Bông muốn nở rồi. Này là lan đột biến nha. Sen. Lan đột biến. Đó đi nữa. Đi thẳng luôn. Thẳng luôn, sắp tới rồi đó. Thẳng đường nào? Thẳng luôn, giáp đường rồi. Thôi, thẳng ra đây nè. Đây coi cánh đồng sen hết chưa đã. Rồi mì qua đó làm gì? Đây vô luôn. Qua đó là đâu có cánh đồng sen đâu. Hết chưa? Rồi, ra đây đứng chưa? Nè. Nè. Mày ra đây.
Nhà mình anh em không gì ngoài sen á, nói đi phát biểu đó. Nhà mình là không có gì ngoài sen á anh em, nhìn nè, comment ra đây nè trời. Ừ, quay cái bãi đó. Đó, nguyên cánh đồng sen luôn đó nè, thấy chưa, đó lớn chưa. Mình sắp vô ca làm việc rồi anh em ơi. Mình sắp đi phò rồi, mình sắp vô ca rồi. Ra đây chiều ra đây mát lắm, mà phải có xuồng nữa nha. Mà này sen không à. Rồi nó còn khúc bên kia nữa kìa. Bữa nó dẫn con đâu tuốt trên đó đó. Ai? Dẫn đi thả diều á. À, đi qua cầu có cánh đồng, có cái cánh đồng trống đó. Trống đồng trống, nó giật cũng được đó. Anh em may đẹp không anh em? Đó. Mình lựa buổi trưa mình đi quay nha. Ây da, ngứa dữ vậy trời. Rồi, đi tiếp. Đi nữa không? Đi. Ủa, kêu quay cánh đồng sen thôi mà. Kêu bọc qua bên kia. Kìa làm gì? Bọc ra đi về. Rồi, ok anh em. Đừng nói bọc ra đi về đó. Đi. Cái đu đủ nè. Cái đu đủ này là đu đủ... Mình nhìn thấy đu đủ không? Thấy không thấy? Đu đủ da xanh. Đó, cây đu đủ nè. Ừ. Thấy đủ không? Thấy không? Anh em. Đó. Ừ. Thấy chưa? Tiếu rồi đó. À, ổn rồi đó. Rồi. Cầm cái ly, không bỏ cái ly kìa. Anh em kết thúc chưa? Qua đây đi, một qua đây về đã. Kết thúc cánh đồng sen lại. Kết thúc đi. Cánh đồng sen. Kết thúc đi. Kết thúc nè, rồi bắt đầu chào. Tắt luôn đi. Chào, chưa chào mà tắt. Rồi chào đi. Cho anh em, nếu anh em yêu quý mình hãy để lại mình một like, một share và một comment. Để một subscribe nữa để mình có nhiều động lực ra nhiều clip hay cho mọi người coi. Bây giờ thì đồng sen nó chỉ có nhiêu đây thôi. Đó anh em. Đó là mai mình sẽ về Vũng Tàu. Ok. Rồi, bây giờ thì không biết nói gì hơn. Bye. Thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye.